Thì chú đang ở nông bên này luôn hay sao? Đúng rồi, từ năm 86. Dạ, hiện nay thì cái công việc của cô chú là bán ống này. Cái nghề tôi là nghề, không phải nghề này, nhưng mà ta đã xe ba bánh mà. À. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Và chiều hôm nay là một buổi chiều khá là đặc biệt, khi mà Bùi Hồ sẽ quay review cho cô bác quý anh chị xem cũng như cuộc sống của người dân ở Campuchia vào một buổi chiều ở vỉa hè là như thế nào nha. Và đây là những cái chiếc xe túc túc, là một trong những cái phương tiện di chuyển của rất là phổ biến ở Campuchia. Và nhiên liệu đó chính là ga. Xe túc túc này thì rất là tiện lợi để di chuyển trong nội ô như thế này. Và đây là một cái buổi buôn bán của người dân ở Campuchia, một buổi buôn bán các món ghim ở vỉa hè. Cô đang bán cái đồ ghim của mọi người, cũng như là cô bán cái chị bán cái xiên que. Và đây là cái món phổ biến ở Việt Nam rất là nhiều. Ôm chơi mà đâu đạp đá ôm. Đạp đá chơi thật anh em không? Đúng rồi, hello. Bán bánh mì. Tình trắng bông bánh mì nướng với đại thịt đó, thịt nướng nhiều. Ở đây thì cái tình trạng mà hàng thuốc bắc cũng khá là phổ biến ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ mua một cái chai nước suối. Waiter. No. À. Ở đây không có nước suối. How much money? Mấy chi? Bên cái này. Có nghĩa là khoảng. Còn đi tật bay đỏ mẹn. Chào sẵn là 6.000. Tao gần riêng. Ok. Là có nghĩa là nó khoảng 6.000. Ok. Hèn chi tao sẵn. Việt chị ẩn. Tao sẵn riêng. Quan với chợt thôi. Quan chào sẵn. Ok. Chi quay tờ. Quán thú chi. Ở đây thì nói chuyện tiếng ok. Mình hỏi là một chai là bao nhiêu tiền. Thì cái anh kia anh cứ anh trả lời mình là chi thao sành, có nghĩa là khoảng 3.000.5.000 với lại hai cái tầm 6.000. Tới gọi tay là 3.000. 17.000, 3.000. Ok. Thank you.
hang kêu chi thôi cho người đó, mọi người đó là một cái cách, trong những cái cách giao tiếp mà mình mới vừa mua được ba chai nước suối. Hello, và đây là cái gánh bún của cô này nè, mọi người có thể thấy không? Hello, cô đang bán bún. Gánh nó mới chốc. Nó mới chốc. Nó mới chốc không ai. Mất muốn đi. Thằng anh. Đây là một bún năm bờ chốc, một trong những cái loại bún đặc trưng của Campuchia. Cô bán vào một buổi chiều như thế này nè. Mọi người ở đây thì ăn khá là nhiều. Campuchia. Đây là một cái nồi súp à. Trời. Một cái nồi súp. Rồi bên đây là chắc cũng là súp. Thật ra thì cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình á thì nó chỉ giao tiếp sơ sơ thôi và không có giỏi lắm, nên thành nữ là mình sẽ mua ba chai nước suối và bây giờ mình sẽ mua một trái bắp nữa. two thousand, ok. Nên mọi người, một cái bắp là nó có, có cái vậy, anh mà, sao vậy, sáng nước quá, nè, có nước sẵn nè, tôi ngồi đây, mình mới vừa mua ba chai nước thì nó là three thousand là có nghĩa là 3,000 kia thì nó tương ứng với lại là 18,000 tiền Việt Nam thì 6,000 một chai. Và một cái trái bắp này là trái bắp nếp thì nó khoảng là 200 ở 2,000 chứ, 2,000 là nó mười mấy, 12,000 á, 2,000 kia là nó khoảng 11,000-12,000 trái. Mọi người thấy cuộc sống vào một buổi chiều ở Campuchia khá là hứng thú đúng không? Và cô ở đây thì cô này bán ốc nè. Và nơi đây thì mình bắt gặp được hình ảnh của một ông chú người Việt Nam. Cô chào chú. Chú với cô là sao? Người nhà. Rồi quan hệ? Có gia đình đó. Gia đình, vợ chồng. Chú là người Việt Nam hả chú? Tôi ở Việt Nam, tôi ly hương cũng xa rồi, trên 3 mấy năm rồi. Chú lúc trước ở Việt Nam thì chú ở tỉnh nào? Cần Thơ. Chú ở Cần Thơ, ở quyện nào? Ở trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ. Chú qua bên đây thì chú đang ở nông bên này luôn hay sao? Đúng rồi, từ năm 86. Dạ, hiện nay thì cái công việc của cô chú là bán ống này. Cái nghề tôi là nghề, không phải nghề này, nhưng mà ta đã xe ba bánh mà. Xe túc túc. Người của chú là người lái xe túc túc đây nè cả nhà. Ngày lái được nhiều tiền không chú? Có ngày được 40,000, 50,000 để nuôi cháu. 50,000 là nó tương ứng với khoảng 300,000 tiền Việt Nam. Trên 10 đô. Trên 10 đô, khoảng 200 mấy 300,000 tiền Việt Nam. Cái ngày nào tiền nào. Cái ngày xưa sao mà chú lại ở bên này? Tóm lại tôi sống với gia đình thôi rồi đó. Tại là nó từ nhỏ, từ sinh ra thì gia đình sống với cái chế độ phụ đạo đó, lên cái những cái cuộc sống nổi đó. Ngày xưa thì chú sống ở chế độ cũ, rồi sau đó là sau giải phóng thì chú về đây chú sống. Sau này sống bên đây nó coi nó không có cơ ngơi lập nghiệp á. Dạ. Không có công việc làm gì thì nó tạo công việc làm đi qua đến Campuchia này là sống từ đó sống luôn. Dạ. Chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 18 hả? Chú tên Việt Nam là tên gì hả chú ha? Chú Thường Hiển. Chú Hiển. Còn cô là người Cam. Người Cam. Còn chú là người
người Việt hay là ở Việt Nam là người dân tộc Khmer? Người có lai dân tộc. Người chú là người con. Chú cô là có mấy người con này? Hai người con. Dạ, con cô chú chắc lớn rồi hả? Lớn ra mà lớn mất rồi. Cô là bán được bao nhiêu năm rồi chú? Ồ, mấy chục năm rồi. Dạ. Bán đây trước cái khu đất của tôi ở ngay cái khu nhà trắng này nè. Dạ. Rồi tới nhà chính quyền nó đuổi mình đi lấy đây là mua ba cây vàng á. Ừ. Rồi tới chính quyền nó lấy cái áp đảo mình á, đuổi mình ra. Chú có quốc tịch Campuchia chưa? Có hết à? Con nghe nói là người Việt Nam mà muốn sống ở Campuchia, có quốc tịch được Campuchia á, ngoài việc là sống phải sống ở đây ít nhất là 6 năm. Và cái thứ hai là phải có tiền nữa chú. Đó đúng rồi, tình nay đó tóm lại phải dùng tiền, không dùng tiền không có làm gì ra. Dạ. Đừng nói đem cái nghĩa mà là cái nghĩa tình, cái nghĩa gì, đừng nói đó. Nó tóm lại vấn đề kinh tế, ngăn lấy tiền đem ra mới được thôi. Lấy tiền đem ra mới được rồi. Tiền đem ra mà mua rồi, thấy người ta làm cho mình rồi đó, người ta muốn thiêu hủy cái hồ sơ đó, rồi cũng không có làm gì người ta đó. Chú sống ở đây thì có khi nào là chú nghĩ là mình sẽ về Việt Nam mình sống không? Tôi nghĩ nếu tôi về Việt Nam cũng không có gì để sống. Bởi mà không có đất đai, không có hộ khẩu, không còn cái gì hết. Coi như mình người ly hương rồi. Người ly hương. Anh em của chú thì còn ở bên đó không? Em còn. Em của chú còn ở Việt Nam. Chú có mấy anh em hay chú ha? Ba đứa em gái. Ba đứa em gái thì... Ở Sóc Trăng á. Nghe ở tỉnh Sóc Trăng là người Khmer luôn? Ở Sóc Trăng luôn. Dạ. Ở tại Trà Cú. Cuộc sống ở Campuchia này thì đối với chú nó có thoải mái không? Dạ, đối với tôi thì tôi sống bởi vì tôi có cái lòng lách. Dạ. Tôi có cái lòng lách tôi mới nghỉ đây thôi, chứ còn lúc nào trước kia tôi sống giống quan chức quan tước của chế độ này, của chính quyền. Dạ. Đó, tôi thấy là tôi coi như là hưu quá mà. Ừ. Trước kia tôi làm nó tóm lại làm trưởng công trình cho mấy ông tướng á. Dạ. Đó thành ra mới có cái mình mới cái có những cái tài liệu hồ sơ để cho bản thân của mình. Dạ. Chứ còn nếu mà không có, người dân bình thường cũng khó mà làm, nó mới tiền làm chạy theo nó không nổi đâu. Ừ. Chính tôi là người Việt Nam, không biết tôi là người Việt Nam, chỉ khi nào tôi nói thôi. Chú có nghĩa là bây giờ chú như là một người Campuchia chính gốc luôn, chính thức của Campuchia. Dạ, con thấy là nếu như mà ở ngay tại Campuchia này nè, muốn có được cái quốc tịch của Campuchia mà là không phải là người Campuchia rất khó hả chứ? Rất khó. Hơn nữa tôi có cái màu da nó đen hả? dễ lẫn nhầm. Đó cho nhầm. Chính là khi mà tôi đi vô cái chỗ mình đã làm hồ sơ, làm thẻ chứng minh những nào đó. Còn hỏi tới hỏi lui đó, có xem có cái lời nói mình có đúng hay không nữa. Dạ. Dạ, quá hay hả? Dạ. Ở Campuchia này thì cái mức sống đó chú, nó có cao lắm không? Nó tóm lại nó cũng bình thường, nó không có cao. Nó cũng trung bình. Bên Việt Nam mình thì nó cái sinh hoạt là tài tệ nó khác. Bên đây sinh hoạt tài tệ nó khác, nhưng mà khác rồi. Mình người mua bán thì nó cũng chạy theo cái hoạt động đó. Yeah. Đó. Tóm lại là mình phải biết sống, phải biết làm mới có sống, không biết làm mà cũng không được. Yeah. Và đây là cái chiếc xe túc túc của chú đây hả? Yeah. À, chú chạy chiếc xe này, chú chạy bằng ga. Chú có đỡ cho con lại xem được không? Được. Và đây là cái chiếc xe túc túc, một trong những cái phương tiện di chuyển rất là thông dụng ở trên đường Campuchia. Và chú chạy chiếc xe này bằng ga. Mỗi một 10 km thì nó khoảng tốn bao nhiêu ga hả chú? Dạ, 10 cái lô nó khoảng ngoài 1 lít. Ngày lít ga. Dạ. 10 cây số ha. 10 cây số. Dạ, 10 cây số khoảng 1 lít rưỡi. Một bình ga như thế thì chú sử dụng là bao lâu? Dạ, nếu mà chạy nhiều trong vòng 1 ngày cũng đủ đâu. Hết bình ga luôn. Dạ. Bởi cái bình ga nó nhỏ xíu rồi. À, chú cho con xem bình ga được không? Đó, nó ở trong này á. Trong này hả chú? Dạ. Mọi người xe đúng đúng đó, có cả luôn này nè. Xe này có giấy đâu hết rồi chú? Có. Ngày xưa thì bên Việt Nam mình có loại xe lam. Dạ, nó giống như xe lam ở Việt Nam. Nó nhỏ hơn, nó yếu hơn.
À, cái bình ga để mình coi không? Nó nhỏ lắm. Bình ga nhỏ, bình ga là bỏ có mười mấy lít à. Đó là ga lỏng hay là sao chú? Ga nước mình xài lò bếp đó. À. Nhưng mà để đốt được cái nhiên liệu thì nó phải nén một cái, có một cái khí lạnh dẫn vào. Cái máy nó buồn bằng cái sao này, nó có cái nồi của nó thèm tiền chế ra. Có cái bích, bích lửa, bích đồ nó cháy. Ờ, nó giống như xe lam ở Việt Nam. Dạ cũng lắm, mà bề ngang nó nhỏ, nó lam mình nó chở được nhiều. Dạ. Còn này chỉ chở được tối đa tới thiểu là 3 người. Tối đa là 3 người? 3 người. Ở đây thì chú có chạy là công nghệ là gáp không? Không có chạy. À, con thấy có đăng ký là chạy gáp được thôi chú. Có nhiều con ít khi chạy á. Dạ. Người ta hôm nữa tôi chạy người khách nào ở gần kêu đi thôi chứ còn tôi ít có chạy thả rong. Mỗi một ngày thì chú chạy hết cả một bình ga này nó khoảng bao nhiêu tiền phí hả chú? Dạ, ít từ cũng tôi xài nó tới giờ chưa bao giờ tôi xài hết cả bình ga, trường khi tôi đi tỉnh. Dạ. Yeah. Dạ tôi đi ra tỉnh. Một bình ga là phí là bao nhiêu tiền Việt hay chứ? Bình ga nó tính là tiền Campuchia, mình tiền Campuchia nó bao nhiêu ngàn kia? 20 mấy ngàn. 30 ngàn thì nó tương ứng với lại 180 ngàn tiền Việt Nam. Nó trên 30 ngàn. Nó đổ đầy á. Dạ, khoảng 180 ngàn thì được. Đổ đầy mình đi được khoảng chừng 100 mấy cây số à. Dạ. Nhưng mà tốc độ của nó tối đa là bao nhiêu chú? Tối đa của nó 70. À. 70 mình chạy không được, không được 70. Không được đâu, chạy nhanh, xe ba bánh chạy nhanh. Dạ. Không được đâu. Gió. Đối với ở Campuchia thì chiếc xe túc túc này được cấp một cái giấy phép lưu hành cơ giao thông đường bộ. Nhưng đối với ở Việt Nam, loại hình xe như thế này thì không được lưu hành. Chú, chiếc xe này lúc mà chú mua là bao nhiêu tiền? 3.550 đô. 350 đô? 3.000. 3.500. 3.000 đô thì nó tương ứng với khoảng 60 mấy 70 triệu. Xe này khoảng 80 triệu tiền Việt Nam. 3.550. Khoảng 80 triệu. Đó là tiền đô, tính tiền đô. Dạ. Ở việc này, ở Campuchia thì Bùi Hồ chia sẻ lại với mọi người thì việc mà sử dụng tiền đô và tiền gia nó song hành với nhau. Hai đồng tiền có thể tiền đô hoặc là tiền gia, nhưng mà có sử dụng khách du lịch mà từ Việt Nam qua thì không sử dụng loại tiền Việt Nam được. Dạ. Dạ. Thôi hôm nay thì đến đây con may mắn được gặp chú là một coi như là một người Việt kiều Campuchia. Việt kiều Campuchia mà cũng tha hương cũng lâu rồi và đây là đồng hương. Và chú sống ở Cần Thơ, mình cũng sống ở miền Tây ở Đồng Tháp. Cảm ơn chú đã chia sẻ cho con về cái cuộc sống hiện tại của chú ở Campuchia và cũng như là những người Việt tại Campuchia như thế này. Thì con xin chúc chú sức khỏe dồi dào và đặc biệt là làm ăn càng ngày càng phát đạt ha. Rồi con chào chú và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau về người Việt ở tại Campuchia như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.